Khi các bạn đi chơi Đà Lạt, nhất là Đà Lạt sau những trận mưa, chúng ta nhìn ở trên bề mặt đất đỏ thì chúng ta có thể nhận được những đá đen như thế này. Đá đen này có thể là đặc xít như thế này, hay là nó có những lỗ hổng nhỏ. Thì đây chính là thiên thạch, hay gọi là tích tích. Đây là một phần bụi vũ trụ từ ngoài. Nó rơi, nó do sút trái đất, nó rơi trên bề mặt trái đất. Thì trên đường rơi vậy nó sẽ bị cháy đi. Cho nên là những cái thiên thạch này, đôi lúc chúng ta sẽ thấy là gì, hình giọt nước rất là đẹp với cái đuôi kéo dài. Nhưng thông thường nó rơi như này là cái đuôi nó bị gãy rồi. Và cho Đà Lạt là một cái bề mặt sa bằng cổ, cho nên bề mặt cái, đây là bề mặt hướng thiên thạch trong quá khứ của thiên đường. Và chúng ta khi mà nhặt những thiên thạch này thì có thể nói là đây là cái đá may mắn, và có thể giao về đưa cho Thạch Kim Hoàng mài dũa để trở thành mặt nhẫn hay là mặt dây chuyền, sẽ giúp cho cái người đeo trở nên may mắn hơn và khỏe mạnh hơn. Đây là thiên thạch đấy. Cục này em mau lên nửa ký luôn rồi, nửa ký này mắc hơn rồi, em sắp giàu rồi phải không? Cục này bự quá. Chán chạy em xíu đi, mua cục này lên. Ôi bự quá lại cái cục chà bá luôn á. Nè, đây có một cục nữa nè. Từ 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 từ. Vô mảnh này rồi. Vậy là đã có một cái thiên thạch rơi xuống đây mấy trăm triệu năm về trước. Người ta chở cát đổ vô cái là gần đây. Quay đi, quay đi, em canh vô. Đó, đang quay. Ở đang quay hả? Không quay cho em nè, đang quay cận lại á. Cận lại phải không? Em quay đó. Đó. Thầy không, không, để em quay đi cho em đó, để thành quả đi. Rồi. Đó, đang quay luôn á. Thầy thuyết minh luôn đi thầy. Cục này nhiêu tiền thầy? Với cục nhỏ này giá nhiêu? Đó. Bây giờ phải cầm đó. Đến đây xem cái độ acid, cái độ đục. Cục này bự, cục này tới nửa ký lận. Cứ trăm triệu ký. Nó giống cục khang quá ta, nó đen cái cây. Đen cây giống khang á. Cái này người ta gọi là trời cho. Thầy định giá coi cục này
sao nhẹ hiệu ta, cái cục nặng lắm rồi. Không biết phải rửa, rửa coi kỹ lại. Không, 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 chưa chắc. Lát ra hồ Xuân Hương Đà Lạt đó rửa. Đó, coi là thôi, không hốt em vậy. Đó, chiến lợi phẩm nè. Của hai thầy trò đi được nhiêu đây, đá nè. Ê, đây có một cục nữa nè. Dạ to rồi. Đây có một cục bự quá, thầy không 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 dám cho khui lên nè. Không phải đâu, không phải. Cục này sợ là khui lên thành cục thang.